2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Đùa. Bên phía tàu lão chào với đạo Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli và Lê Lâm Chuyện bên đây. Đây là kèo 3-3 rất hấp dẫn. Đứng trước màn động kính nó làm là Lưng Tạ Tôn kết hợp cục Kim Sơn và Chiền Hai Sóc Trăng Bánh Biên Bún Nước Lèo. Còn bên kia là Canh Chim Miên Gò Dầu và Tâm Sinh Âu. Bên kia là bộ ba của Tây Ninh, chính gốc Tây Ninh. Kèo này 3-3 rất hấp dẫn nha các bạn. Địa chỉ 704/6 Hương Lô 2, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là các cô gái của Sóc Trăng Bánh Biên Bún Lèo. Còn bên trong là Bảo Trân và Ngọc Thị, Libro và Chiền Hai. Rất ghê gớm của Phúc Gà đang có mặt tại sân. Libro rất tương lai cho Việt Nam chúng ta 2030. Không. Các bạn hãy chờ xem, trận đấu này sẽ rất hay. Lại là Kim Sơn phóng bóng hỏng nữa rồi. Bên kia là Miên Gò Dầu, Cánh Chim và Tâm Sino, bộ ba Tây Ninh. Còn gặp bên đây là Kim Sơn Tịnh Biên An Giang và Bánh Biên Sóc Trăng Bún Nước Lèo hợp tác với nhau. Kim Sơn tiếp tục mất bàn. Một pha xử lý hay của Tạ Tôn. Trước đây Lưng Tạ Tôn có cái đầu tóc giống như là cột nhỏng lên đuôi gà. Còn hiện tại bây giờ Lưng Tạ Tôn đã trở lại người bình thường rồi. Thanh niên, sinh viên vui vẻ, ve vội. Mùi. Phản công cho Kim Sơn. Đáng tiếc một pha chuyền không tốt của Tạ Tôn. Phản công cho Miên Gò Dầu. Một pha xử lý quá gọn gàng của Miên Gò Dầu. Trước đây Miên Gò Dầu rất tung hoành ngang dọc miền Tây cũng rất nhiều nghe các bạn. Miên Gò Dầu tầm khoảng 1m 71 thôi tầm đó thôi. Nhưng Miên Gò Dầu thật sự rất khó chịu. Lưng Tạ Tôn làm gì đây? Một pha quay tay được gây quá may mắn cho Lưng Tạ Tôn. BP hai. Đâu có đâu. 3-2 phạt bóng ngoài của Kim Sơn. Một pha xử lý của nó quá gọn gàng của Tạ Tôn. 3-3 bay. Lại là phát bóng ngoài nữa rồi. 4-3 buồn bay. Một pha bắt bóng một không tốt của Kim Sơn. 5-3 Miên Gò Dầu phát bóng bay rất khó chịu. Lại là bóng bay. Đáng tiếc cho Cánh Chim. Một pha chạm vào lưới của Cánh Chim. Ba bốn. Quá ghê cho Miên Gò Dầu. Có thể nói Tâm Sino Chiền Hai rất ăn ý cho Miên Gò Dầu. Còn có một cây chiền hai ở ngoài thường chiền cho Tâm Sino đó là Phương Gia Vĩnh Lộc, rất ghê gớm. Năm ba. Năm ba.
lại là một pha xử lý hay rồi của Tạ Tốt. 4-5 Buôn Ram. Lại là phát bóng ra ngoài, ba quả gần ngay chỗ đó các bạn à, gần ngay lỗ số 6 trên giữa. Lại là mi gọi vào phát bóng hồng. 5-6 đội phát bóng, giờ lưng Tạ Tốn đang xuống phát bóng. 5-6 lại là lưng phá nữa rồi. Có thể nơi thay nhau phá qua phá. 7-5 cánh chim trắng bóng sàn trắng quá khó chịu. 8-5 đội sơn. Lip Pro và Lip Pro chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai nóng mỏi máy gáy 145.000 một chai. Tám năm. Lại là một pha sàn trắng quá hay của cánh chim. Chín năm. Quá hay cho cánh chim. 10-5 60 60 Có thể nói Kim Sơn và lưng Tạ Tốn thay nhau phá thật sự các bạn à. 11 sao. Một pha xử lý hay rồi của Tạ Tốn. 7-11 Có thể nói Tâm Sino là một trong những chuyện hay rất căng ý với Miên Gò Dầu. 7-11 Phản công cho Tạ Tốn. Quá hay phản công cho Kim Sơn. Có thể nói cánh chim trắng rất rác các bạn à. Thật sự đúng như tên của cánh chim. Anh ấy bật nhảy rất tuyệt vời. Quê Tân Biên, Tân Châu. Tân Biên An Giang. Xin lỗi các bạn, Tân Biên, Tây Ninh. 8-11 12-8 12-8 Một pha xử lý hay của Tạ Tốn. 9-12 Lợi thế quá lớn đang nghiêng về cho Miên Gò Dầu, cánh chim và Tâm Sino.
Một pha chống trắng thì thứ gì chịu nổi cánh chim các bạn à. 13-9. Lại là xử lý hay của Tạ Tốt. 10-13. Quá khó chịu. Tại nó bước một quá tuyệt vời rồi cho mấy cầu dầu. Một pha xử lý hay rồi của cánh chim. 14-10. Ngoài rất xa. 15-10. 15-10. Và pha bóng hỏng của Miên gọi dầu. 11-15. Và pha bóng một điểm trực tiếp rồi của Tạ Tốt. 12-15. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Amin Gò Dầu, cánh chim Tâm Sino. Đang cáp kèo và cáp kèo tiếp tục nha các bạn. Cáp kèo và cáp kèo tiếp tục.